Gần đây, giấy mèn được dùng làm thực phẩm hoặc thức ăn cho nhiều loài vật nuôi. Chính vì thế, nguồn hàng rất hút, nhiều nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển mạnh mô hình nuôi giấy mèn. Mô hình nuôi giấy mèn Thái khá đơn giản, chỉ cần một lồng ngang 1 m dài 2 m chi phí khoảng 300.000 đồng. Thức ăn của giấy thường là các loại cỏ hay rau muống rất dễ tìm giấy mèn con sau khi nở, nuôi khoảng 30 ngày là có thể bán. Với giá bán giấy thịt ở mức 100.000 đồng 1 kg, giấy trứng 120.000 đồng 1 kg, giấy sữa 220.000 đồng 1 kg. Trung bình một lồng 1 x 2 m mỗi đợt có thể thu hoạch khoảng 40 kg giấy. Trong đó khoảng 50% là giấy thịt, 30% giấy trứng, 20% giấy sữa. Trừ hết chi phí, người nuôi lãi trên 3 triệu đồng.